Hành trình đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế của Hương Giang. Hương Giang đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế vừa kết thúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người Việt Nam nói chung và người hâm mộ Hương Giang nói riêng. Người đẹp Hương Giang đã xuất sắc vượt qua 28 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu. Tuy tham dự trên đất nước Thái Lan, cái nôi của phẫu thuật chuyển giới, phải đối đầu với các đối thủ mạnh như chủ nhà Thái Lan Yoshi hay người đẹp Brazil, sự tỏa sáng và bản lĩnh của Hương Giang đã được hội đồng ban giám khảo và khán giả công nhận. Hương Giang chưa bao giờ bị kém cạnh khi đứng bên cạnh người đẹp, được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ của Thái Lan. Cô sở hữu thân hình quyến rũ với ba vòng đáng mơ ước. Ngay từ khi bắt đầu bước chân vào cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang đã tỏ ra là thí sinh nổi bật và đầu tư công phu. Cô đã mang tới cuộc thi bộ trang phục dân tộc nặng 55kg, được thiết kế vô cùng cầu kỳ và gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức và các thí sinh cùng tham gia. Trong mọi cuộc phỏng vấn tại khuôn khổ, cuộc thi hay trên sóng truyền hình Thái Lan, Hương Giang đều thể hiện được phong thái tự tin, lối sự thông minh và khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Nhưng có lẽ thời điểm Hương Giang được tỏa sáng nhất trong hành trình của Hoa hậu chuyển giới quốc tế là trên sân khấu phần thi tài năng. Cô thể hiện xuất sắc ca khúc Hết Hết với giọng ca đẹp và phần trình diễn vũ đạo điêu luyện. Người đẹp đã chiếm trọn được cảm tình của khán giả Thái Lan và giành giải nhất trong phần thi này. Trước thềm chung kết, Hương Giang càng nỗ lực hơn bao giờ hết. Cô thậm chí còn không dám ăn để giữ hình thể hoàn hảo và những cố gắng không ngừng nghỉ của Hương Giang đã không hoài phí. Người đẹp giành liền 3 giải hưởng phụ của cuộc thi, gồm người đẹp tài năng, người đẹp truyền thông và clip tự giới thiệu được yêu thích nhất trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Trong phần thi ứng xử, Hương Giang tiếp tục hoàn thành xuất sắc và lựa chọn trả lời bằng tiếng mẹ đẻ, dù có khả năng nghe nói tiếng Anh trôi chảy. Khi được hỏi, nếu bạn có cơ hội làm một chiến dịch cho cộng đồng để cả thế giới tốt đẹp hơn, bạn sẽ làm chiến dịch như thế nào? Hương Giang cho biết, cô sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Người chuyển giới luôn mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc và không bị kỳ thị. Và cô muốn quyền bình đẳng cho người chuyển giới, tất cả chúng ta sẽ làm nên một thế giới tốt đẹp. Màn đăng quang của Hương Giang là hoàn toàn xứng đáng với nhan sắc, tài năng và bản lĩnh của người đẹp. Giây phút đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế đầy xúc động của Hương Giang. Giây phút Hương Giang được gọi tên với danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế khiến nhiều người bất ngờ và xúc động. Tối ngày 9 tháng 3, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã diễn ra tại Thái Lan và thí sinh đại diện Việt Nam, ca sĩ Hương Giang đã chính thức giành được ngôi vị cao nhất. Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ của Hương Giang đã bay sang Thái Lan để cổ vũ cho cô và chính họ cũng đã phải thốt lên, không thể tin được, quá bất ngờ khi nữ ca sĩ họ yêu mến giờ đây đã có thêm danh hiệu mới là Hoa hậu. Trên mạng xã hội ngập tràn những lời chúc mừng gửi tới Hương Giang, từ fan cho đến đồng nghiệp trong làng giải trí như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Thi, Pha Lê. Và có lẽ chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm không thể quên cũng như không thể ngủ của Hương Giang. Xem lại những khoảnh khắc xúc động khi Hương Giang được xướng tên ngôi vị cao nhất và giây phút chiếc vương miện cao quý được đội lên đầu cô cùng những bước đi đầu tiên trong vai trò mới. Thần thái tự tin của Hương Giang khi chờ câu hỏi ứng xử, giây phút xúc động vỡ òa của Hương Giang khi được xướng tên với ngôi vị cao nhất. Hương Giang không giấu được sự hồi hộp khi được trao vương miện. Những bước đi đầu tiên của Hương Giang trong vai trò Hoa hậu. Phần thi bikini nóng bỏng và ứng xử giúp Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Ở phần thi nào, Hương Giang cũng rất tự tin và tỏa sáng. Rất nhiều người hâm mộ không giấu được niềm tự hào về thí sinh của Việt Nam. Ở vòng thi trang phục dạ hội áo tắm và ứng xử, Hương Giang khiến khán giả tự hào vì thần thái tỏa sáng và tự tin của cô. Nếu như trong khuôn khổ cuộc thi, Hương Giang luôn tự tin thể hiện bản lĩnh bằng khả năng giao tiếp tiếng Anh nhuần nhuyễn, thì tại đêm chung kết, cô lại lựa chọn tiếng mẹ đẻ trong phần thi ứng xử. Trả lời với câu hỏi ứng xử ở top 6, giá trị bản thân của bạn là gì? Hương Giang nói, tôi nghĩ rằng giá trị của bản thân mình nằm ở việc tôi sinh ra không may mắn như những người khác. Nhưng tôi đã luôn nỗ lực và trau dồi, cố gắng học tập, cố gắng lao động trau dồi bản thân, để ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để trở thành niềm tự hào cho Việt Nam. Câu trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích,
đã giúp Hương Giang xuất sắc lọt vào top 3. Ở phần thi quyết định, 3 thí sinh đến từ Úc, Thái Lan, Việt Nam trả lời câu hỏi chung. Nếu bạn có cơ hội làm việc cho cộng đồng, bạn sẽ làm thế nào để thay đổi thế giới? Hương Giang tự tin cho biết, cô muốn đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, cho người chuyển giới để làm nên một thế giới tốt đẹp. Trước đó, phần thi dạ hội và bikini, Hương Giang cũng đã có những phần trình diễn gây ấn tượng và liên tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Chính vì vậy, ngôi vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 không thể không gọi tên Hương Giang, thí sinh đại diện cho dân tộc Việt Nam. Hiện rất nhiều khán giả vỡ òa trước những nỗ lực và thành công mà Hương Giang đã đạt được. Hương Giang xuất sắc đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Chiếc phương miện danh giá của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã thuộc về Hương Giang. 22 giờ ngày 9 tháng 3, chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Trong đêm thi, đại diện của Việt Nam, Hương Giang tranh tài cùng 27 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để tìm ra chủ nhân của chiếc phương miện danh giá. Ngay trước chung kết, phần thi trang phục dân tộc vừa diễn ra, Hương Giang diện bộ trang phục nặng 55kg, xuất hiện đầy ấn tượng và được ủng hộ nồng nhiệt. Kết quả phần thi phụ thuộc sẽ được công bố. Hiện tại, 28 người đẹp đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho đêm chung kết. Nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán Hương Giang Idol sẽ lọt vào top 3 cùng với chủ nhà Thái Lan và đại diện đến từ Brazil. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế bao gồm tất cả các phần thi như những đấu trường sắc đẹp bình thường, từ trang phục truyền thống, dạ hội, ứng xử, các hoạt động thiện nguyện, thể thao, tài năng. Thí sinh đăng quang cũng sẽ làm tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm như ở các cuộc thi Hoa hậu khác. Tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm nay, Hương Giang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị cao nhất. Không chỉ giành chiến thắng ở phần thi tài năng, cô còn gây ấn tượng mạnh với thần thái rạng ngời và nổi bật. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng đang nằm trong top ứng cử viên cho hai giải thưởng là clip giới thiệu được yêu thích nhất và người đẹp truyền thống. 22 giờ 5 phút, đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 chính thức diễn ra. Các người đẹp bước ra sân khấu chào khán giả trong trang phục dân tộc. Ngay sau đó, hai MC đã công bố kết quả phần thi trang phục dân tộc và chiến thắng đã thuộc về người đẹp Indonesia. 22 giờ 25 phút, các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. Hương Giang khoe dáng thon trong bộ đầm đỏ lộng lẫy. Người đẹp Việt Nam tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp và thần thái rạng ngời. 23 giờ, Hương Giang lọt top 12 cùng các đại diện đến từ Ý, Mexico, Brazil, Lào, Mông Cổ, Mỹ, Venezuela, Úc và Thái Lan. Người đẹp Brazil thắng giải Người đẹp ảnh, đại diện Venezuela, giành giải trang phục dạ hội. 23 giờ 5 phút, top 12 trình diễn bikini, Hương Giang sở hữu body săn chắc gợi cảm và những bước catwalk điêu luyện tự tin. 23 giờ 20, Hương Giang đã xuất sắc lọt vào top 6, trả lời cho câu hỏi giá trị bản thân của bạn là gì. Hương Giang cho hay, dù cô sinh ra không được giống như người khác, nhưng cô đã luôn nỗ lực không ngừng để hôm nay được tự hào đứng tại đây. 23 giờ 45, Hương Giang đã lọt vào top 3 cùng hai thí sinh đến từ Thái Lan và Úc, đại diện Việt Nam còn đạt thêm giải Người đẹp truyền thông. 23 giờ 55 phút, top 3 bước vào phần thi ứng xử. Họ sẽ cùng trả lời chung một câu hỏi ứng xử để tìm ra chủ nhân cho vương miện Hoa hậu. Trả lời cho câu hỏi, nếu bạn có cơ hội làm một việc cho cộng đồng, bạn sẽ làm thế nào để thay đổi thế giới? Hương Giang cho biết, cô sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, người chuyển giới luôn mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc và không bị kỳ thị. Và cô muốn quyền bình đẳng cho người chuyển giới, tất cả chúng ta sẽ làm nên một thế giới tốt đẹp. 1 giờ 10 phút, Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cuộc thi sắc đẹp này và chiến thắng đã gọi tên Hương Giang. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về người đẹp Úc và Thái Lan. Sau việc đồng loạt gửi lời chúc mừng Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Nhiều sao Việt cũng bày tỏ niềm hân hoan hạnh phúc trước màn đăng quang của Hương Giang tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Trong suốt hành trình của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018,
Hương Giang đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ từ người thân, bạn bè, khán giả và đặc biệt là các nghệ sĩ tại Việt Nam. Vượt qua 27 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi, dường như niềm vui và tự hào chiến thắng đã không còn là của riêng Hương Giang. Trước đêm chung kết, rất nhiều các nghệ sĩ hoa hậu đã dành lời chúc may mắn và chia sẻ đến Hương Giang. Và tới giây phút Hương Giang đăng quang, các sao Việt cũng vỡ òa trong niềm vui sướng và lập tức chia sẻ những lời chúc mừng đến với tân hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gào thét vỗ tay khi tên Hương Giang được xướng lên. Stylist Hoàng Cu rủ rê bạn bè đi bão để chúc mừng Hương Giang. Khánh Thi chia sẻ niềm tự hào vô bờ bến khi chứng kiến Hương Giang đoạt vương miện. Hoàng Thùy gửi lời chúc mừng đến Hương Giang từ rất sớm. Trịnh Tú Trung dành cho Hương Giang lời khen chân thành, em giỏi lắm, em rất xứng đáng. BB Trần cũng đăng dòng status chúc mừng Hương Giang. Eric Hòa Minzy và một trong số các nghệ sĩ có mặt để trực tiếp chia vui với Hương Giang. Ca sĩ Tiên Cookie lại thân mật chúc mừng Hương Giang trong phần bình luận trên trang Facebook của cô. Ca sĩ Trung Quân Idol nuối tiếc vì lịch diễn nên không thể xem đêm chung kết, tuy nhiên anh vẫn dành lời chúc mừng tới Hoa hậu. Hoa hậu Hennie nhanh chóng cập nhật kết quả hoành tráng lên mạng xã hội. Á hậu Thanh Tú đưa cả lá cờ bảy sắc cầu vồng đại diện cho LGBT. Ca sĩ Quốc Thiên hào hứng trước chiến thắng này. Bảo Thi cảm thấy rất tự hào về đồng nghiệp của mình. Ái Phương cười mãn nguyện khi Hương Giang Idol chiến thắng. Ali Hoàng Dương, bạn thân của người đẹp, gửi lời chúc mừng đến cô. Hải Triều vui như chết đi sống lại khi Hương Giang Idol chiến thắng. Khả Ngân cảm thấy hãnh diện vì thành tích này,